hầu như là Apple người ta vá những cái lỗi YouTube xem trên những iOS thấp rồi nha các bạn. Nếu các bạn muốn xem thủ công á thì mình vô Safari nè, mình gõ từ khóa youtube.com, rồi các bạn thích video nào thì mình bấm mình xem thôi. Nhưng mà nó cũng khá là bất tiện ha. Để mình xem máy này máy gì đây. 6 Plus iOS 12.7, hầu như iOS cuối cùng của dòng máy này nha các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn là cái cách mình fix nó không có cần máy tính luôn ha. Alo, xin chào các bạn. Hôm nay có khách hàng nhờ mình xem giùm cái điện thoại này các bạn. Người ta nói máy cũ ở nhà dùng á, tự nhiên hôm nay bấm vô YouTube nè, nó báo lỗi không có xem được ha. Thì người ta cũng tự động cập nhật á, mà không có được nha các bạn. Khi bấm vô cập nhật á thì nó báo cứ tải về hoài luôn. Hầu như là Apple người ta vá những cái lỗi YouTube xem trên những iOS thấp rồi nha các bạn. Nếu các bạn muốn xem thủ công á thì mình vô Safari nè, mình gõ từ khóa youtube.com, rồi các bạn thích video nào thì mình bấm mình xem thôi. Nhưng mà nó cũng khá là bất tiện ha. Để mình xem máy này máy gì đây. 6 Plus iOS 12.7, hầu như iOS cuối cùng của dòng máy này nha các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn là cái cách mình fix nó không có cần máy tính luôn ha. Đầu tiên á thì mình xóa cái YouTube gốc đi, các bạn nhớ xóa cho mình nha. Rồi mình vô Safari, các bạn vô cái link này giúp mình. Cái link này thì mình đã rút gọn rồi cho các bạn dễ tải nha. Các bạn cứ bấm như trên màn hình nè. Các bạn nhớ cho mình là cái chữ cuối cùng là chữ O nha, chữ O in nha, chứ không phải là số 0 ha. Rồi các bạn bấm tiếp theo. Đợi một lát là nó dẫn cho các bạn đến một cái đường link đó, các bạn tải cái file này về giúp mình. Nó cũng là cái cấu hình thôi các bạn, cái cấu hình YouTube mới thôi ha. Thì các bạn nhiều khi không có máy tính ở nhà thì các bạn cứ làm như video á, tải về. Khi bấm tải á nó sẽ tải cho mình về cái cấu hình YouTube nha các bạn. Rồi các bạn bấm cho phép nè. Rồi khi nó tải về xong á, trở lại cái phần cài đặt thì mình sẽ thấy cái cấu hình mình mới tải về ha. Rồi các bạn bấm vô, cứ cài đặt theo nó hướng dẫn thôi. Cứ cài đặt cài một lát là nó sẽ có cái YouTube ngoài màn hình chính cho mình nha các bạn. Thì khi này thì các bạn bấm vô xem bình thường thôi. Xem thì cũng như YouTube gốc thôi các bạn, nhưng mà nó cũng hạn chế một số tính năng ha. Nhưng mà được cái nó xem nó cũng dễ dàng, nó nhanh ha. Các bạn bấm từ khóa gì thì mình bấm, nó sẽ hiện ra. Rồi thích cái gì thì mình bấm xem. Thế mình cảm giác mình thấy nó cũng khá là mượt mà nha các bạn. Thì video này dành cho những anh chị em nào có máy nhưng mà không có máy tính ở nhà thì có thể tự làm được ha. Mình mở cái video khác nè. Rồi để mình coi thử, mình xoay màn hình coi thử nó có full màn hình cho các bạn xem hay không ha. Thì hiện tại cách này mình thấy nó cũng khá là tối ưu nha các bạn. Ok nè. Thì các bạn có những cái máy này thì mang ra mình cài như video ha. Ví dụ mini 1, mini 2 gì đó mình xem được hết nha các bạn. Nói chung là những cái dòng iOS thấp á thì mình fix ok ha. Các bạn nhớ cho mình là khi mình cài xong á mình đừng có xóa cái cấu hình này ha. Rồi các bạn xem video cảm thấy hay kết thì lại đăng ký kênh chia sẻ giúp mình. Xin chào, cảm ơn các bạn.